Chào tất cả mọi người nhé, mình là Hùng. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người là một cái phụ kiện mới. Đây là phụ kiện của hãng Garage. Thì ở đây thì mình có thấy nhiều điểm hay nên mình muốn chia sẻ cho mọi người. Thì mọi người có thể thấy nè, đây là một cái nơi để chúng ta gọi là tủ khô. Thì trong cái quá trình mà chúng ta kéo những cái ngăn kéo vào đây á, thì nó khác so với những ngăn kéo còn lại, đó là vật liệu bằng nhôm. Thì mình thấy cái điểm hay nè là phải quay gần cho mọi người thấy nè. Thì đối với những cái ngăn kéo này á, thì mọi người hình dung nè, nó được tích hợp sẵn những cái phần mà vách như này. Chúng ta có thể là di chuyển những cái tấm vách này nhé mọi người. Nó tuy là vật liệu nhôm thôi nhưng mà mình thấy người ta đáp ứng cái phần công năng ở trong này rất là hay. Ví dụ như thay vì một cái ngăn kéo mẹ bằng con thì họ có thể là đây, mọi người thấy không ạ? Mình có thể là tách và đổi ra được nè. Đây. Rất là hay. Xuống bên dưới nè. Đây những cái tấm vách như này cũng có thể là di chuyển quay lại được nha mọi người. Thậm chí là chúng ta tháo ra được luôn nè. Rồi, qua đây cũng tương tự nha. Đây. Cái điểm mà mình thấy ở đây hay á, đó chính là cái sự mà linh hoạt và nằm gọn ở trong một cái mô hình như này luôn. Thì khi mà chúng ta mua bộ này á, thì nó sẽ gồm một cái phần ngăn như này, gồm những cái vách này và một cái bộ ray giảm chấn. Đây. Thì cái việc của nó là chính là ứng dụng ở vị trí tủ khô. Thì kích thước của nó có thể là 60, 70, 80 và thậm chí là 90. Đấy. Rất là phù hợp. Cái chính là khi mà chúng ta mua về nó đã đầy đủ hết mọi thứ trong này rồi. Những cái vách chia này nó rất là linh động nhé. Rồi một điểm hay nữa là cho mọi người thấy nè. Đây là những cái phụ kiện inox thông thường thôi, nhưng mà mình thấy một điểm cải tiến của hãng này đó chính là những cái bánh xe nè. Trong quá trình mà chúng ta đẩy vào đẩy ra nè, thì những bánh xe nè sẽ giúp cho cái tình trạng bị rơ lắc qua lại nè, nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Đây. So với những phụ kiện khác thì tương lai họ cũng sẽ update lên những thứ này thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hãy để ý nè, những phụ kiện Garage họ đã có trang bị trước rồi. Đấy, rất là nhiều kiểu nhưng mà chúng ta sẽ quan tâm nhất đó chính là cái bánh xe đó, giúp cho quá trình mà chuyển động nó sẽ không bị rơ lắc nha. Còn đây là những cái phụ kiện gần như là ray hộp nhưng mà bằng nhôm, vật liệu nhôm. Mình thấy điểm này rất là hay đó, chúng ta có thể là cập nhật nó. Nhưng mà có một điểm lưu ý là trong quá trình sử dụng á, nhôm nếu chúng ta tiếp xúc với mắm muối thì đương nhiên rồi, nó có thể là bị ten hoặc là nổi những cái bông ten lên đây. Thì chính vì thế là chúng ta nếu như dùng vật liệu này, dùng phụ kiện này thì chúng ta phải thường xuyên vệ sinh nó. Thường xuyên vệ sinh và lau chùi nha. Chứ còn nếu không lau chùi chắc chắn là đồ gì nó cũng sẽ hư thôi. Thứ này thì nó sẽ không dùng nước được nha mọi người. Không có nước nha. Nó sẽ là khô ráo dành cho tủ khô. Mình thích là ví dụ như lọ gia vị là chúng ta để ở đâu thì chúng ta tinh chỉnh bằng cách nó quay lại như này. Đây, đây là cái điểm rất là hay. Mua một cái ngăn kéo nó đã tích hợp sẵn luôn. Mà nhìn mình rất là thích nên mình muốn chia sẻ. Đó là hai cái điểm nổi bật mà mình muốn chia sẻ với mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay giúp mình một like, một đăng ký và đừng quên chia sẻ video này nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.